Hôm qua, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh An Giang đã đến thăm tặng quà 4 điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện An Phú. Theo đó, đoàn đã đến thăm điểm cách ly trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, Đại đội Bộ binh 5 và xã Khánh An, huyện An Phú. Hiện người dân được cách ly tại các điểm đều được chăm lo chu đáo về nơi ở, điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống, luôn đảm bảo sức khỏe. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện An Phú luôn bố trí lực lượng hậu cần tại chỗ, y tế túc trực 24/24, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe, đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết để người dân sinh hoạt thuận lợi. Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên các lực lượng làm tốt công tác chăm lo đời sống người dân trong thời gian cách ly, đảm bảo về điều kiện sống, sức khỏe, nơi ở, ăn uống, nghỉ ngơi trong suốt thời gian cách ly. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng 200 thùng mì gói, 3.000 khẩu trang, 10 thùng cháo, 500 cục xà bông để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong thời gian cách ly tập trung theo quy định.